Đi từ nãy giờ được một con cò rồi, em được mấy con trà màu, mình không lắp được lăng kính cho anh em xem nhá. Kết quả của bốn anh em mình đi chỉ có vậy thôi anh em ạ. Này chắc về nhà nướng thôi. Chưa đây giờ mình đi bem chim mà quên mang kẹo luôn anh em ạ. Rồi là cơm không có mang vô nha mọi người. Ok anh em nhá. Nướng chim gần chín rồi nha mọi người nha. Tí nữa anh em mình bốn anh em mình ăn cơm và ăn chim này nha mọi người nhé. Anh em cùng ăn bữa cơm với bốn anh em mình nhé. Hôm nay định nướng tại rừng nhưng mà có cái là quên mang cơm rồi là kẹo là không có mang lên nên là anh em mình phải về thôi mọi người ạ. Bữa sau chục ngày sau nữa nếu mà có thời gian anh em mình sẽ lên đó là mang cơm nước rồi là đi bem rồi nướng ăn tại chỗ nha anh em nhé. Rồi chuẩn bị xong xuôi rồi anh em ơi. Đây giờ chim kết quả của ngày hôm nay bốn anh em mình này, đây bốn anh em mình này, bây giờ hình xăm xong các thứ. Đây là ốc sao nha anh em nhé. Ốc đôi nhọn sao này. Rồi ăn chim đi. Về nhà ăn nó được thoải mái hơn. Nhưng mà ăn ngoài kia thì nó lại được hợp vị không ngon hơn. Đấy. Ngon quá trời. Đây là thịt con cò nha anh em. À, chấm muối này. Muối bóp chanh nhá. Thiếu bột ngọt. Bột ngọt nó còn là hara nó còn này. Mời anh em một miếng nhá. Chiên em nó. Ngon, ngon. Được. Mời anh em một miếng cơm nha. Rồi, ốc nè mọi người nha. Mời anh em nha. Cái lòng chia sẻ rồi, lặng lẽ rồi. Cho em mời. Cho là cho là lớn ta hòa mà thua hắn ta hòa. Hắn có vật sang hoa spoon này nó hoa mà này. Bố đánh ngon rồi ấy. Ta thật lệ ngon ấy. Anh em nhá. Xong rồi. 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 Đúng ra bằng ngọt. Bên nhớ nó phạ nó bị chua nó. Chua quá, đâu ăn được. Hả, mọi người xong lại rồi. Định đi bên cò mọi người ạ, tại vì trong buôn mình bữa nay không ăn cứ đi loanh quanh ạ.
họ đi săn nhiều quá anh em ạ. Nên là không đi được. Nên là phải đi trong buôn. Chứ giờ đi ra ngoài không có được. Trong thôn mình bữa nay không biết có vụ gì anh em. Phòng ăn nó ở trong thôn này cả ngày luôn anh em, cả đêm luôn. Cảm ơn anh em xem video của mình nha. Cảm ơn video nha mọi người nha. Anh em một ngon vào bên CP Duy Long nha. Góc màn hình nha anh em ạ. Rồi, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.